Tập 21. Ai đấy? Ngô đại ca, là ta đây, Vân Trúc. Triều đình cử người đi phân phát vật tư cứu chữa, bọn ta mang một ít đến đây. Ngô đại ca, các người đi đi. Nói là chữa được, đều là lừa người. Các người đều là quân lừa đảo. Sao huynh lại đẩy cô ấy? A Ngô à, có chuyện gì thế? Ai vậy? Không sao, không sao. Mẹ cứ nằm nghỉ đi. Từ đại ca, con đừng gây chuyện nhé. Ngô đại ca, xin huynh hãy tin ta. Lần này chắc chắn sẽ thuốc vào bệnh khỏi. Ta, để ta. Lần này bọn ta có mang theo khăn che mặt, huynh đeo vào có thể ngăn truyền nhiễm lần nữa. Còn có một cuốn sổ nhỏ, huynh luyện tập theo phương pháp trong này có thể tăng cường thể trạng. Vừa rồi ta có hơi nôn nóng, hành động hơi thô lỗ, đừng trách, đừng trách nha. Loại người này đúng là vô lễ ngang ngược. Ngô đại ca cũng vì người mình quan tâm bệnh tật nên nhất thời nôn nóng thôi. Từ đại ca, nếu đổi lại là ta, chẳng phải huynh cũng sẽ nóng lòng như vậy sao? Tất nhiên rồi. Chúng ta đi. Nào. Sao thế? Hình như vừa rồi bị trẹo chân. Nào, để ta cõng muội. Ta cõng muội. Thôi không cần đâu, mau lên đây. Nào. Muội xem muội, tại sao phải cất công đi chuyến này chứ? Ta cũng muốn giúp được mọi người trong khả năng của mình thôi. Muội không sợ bị truyền nhiễm sao? Tiểu giai không sợ, huynh còn không sợ, tất nhiên ta cũng không sợ rồi. Phía trước vẫn còn mấy hộ nhà, chúng ta mau đi phát nốt số vật tư này đi. Được, nghe theo muội. Từ đại ca, huynh tốt thật. Nào nào nào, đệ tử Thanh Liên Bang, xong trong này một ít. Được được, xong chỗ này đi. Bà con đừng sợ nhé, bọn ta đến đây để phân phát lương thực. Nào nào nào, ra nhận lương thực đi. Ai ai cũng có phần nhé. Ăn gạo của bang ta vào, đảm bảo bệnh sẽ đỡ hơn. Nào nào nào, ra đây nhận hết đi. Bọn họ là Thanh Liên Bang. Thanh Liên Bang ta làm việc tốt không để lại tên. Mấy người làm gì đó, mấy người không được vào. Xong hết cho ta. Bên này này, nào, ra ngay, kẻ cửa, rèm. Các người là ai? Chỗ này không được tùy tiện vào. Đây là khu vực bệnh đó, tùy tiện vào sẽ bị lây. Bọn ta đốt hương cho các người, ngăn ngừa truyền nhiễm. Nào, xong hết cho mấy đại nhân này đi. Nào, xong hết đi nhé. Ngải thảo, bạch chỉ, thương trượt. Biện pháp xông hương này tuy có hơi nồng nặc, nhưng cũng là một cách khá hay. Bà con, gạo để trước cửa rồi nhé. Đa tạ, đa tạ, phát vật tư đây. Đa tạ, đa tạ. Đằng đó đã xong chưa? Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Yên tâm đi, nhất định sẽ tốt lên thôi mà. Yên tâm nhé. Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Không ngờ người của Thanh Liên Bang mà cũng đi phát gạo, tặng thuốc. Thanh Liên Bang trước kia chỉ toàn nhận tiền làm việc thay, lần này vì Vũ Lăng mà cũng dốc không ít sức người sức của. Tuy họ là người trong giang hồ, nhưng cũng có đại nghĩa giang hồ. Đứng trước đại nghĩa ai cũng như nhau. Họ cũng cố gắng như vậy rồi, chúng ta không thể thua kém họ được. Ta về sửa soạn dược liệu đây. A Võ Ca, việc xong ngải thảo này cứ để cho ta làm. Huynh xem, để đó ta làm cho. Để ta, A Võ Ca. Vậy ngươi xong kỹ kỹ nhé. Được thôi, A Võ Ca. A Võ bị Từ Hữu Chính truy sát. Sao huynh lại đến đây? Không ở cùng Vân Trúc à? Mấy ngày nay lao lực quá, ta bảo cô ấy về nghỉ ngơi trước rồi. Mấy ngày nay đúng là mệt thật, mắt của Vân Trúc không tiện. Huynh chịu khó ở bên cô ấy đi, lát nữa ta sẽ về ngay. Trước lúc về, muốn nhắc nhở cô một tiếng, mấy thứ này đều chỉ là số liệu thôi. Dịch bệnh lần này cũng chỉ là tình tiết được game thiết kế sẵn. Vậy mà cô dốc tình cảm vào thật luôn à? Cô chỉ cần tìm ra Triệu Thần Dật, lấy được chìa khóa vàng, sau đó rời khỏi là xong ngay. Vì trong mắt của ta, họ đều là những người sống sờ sờ đang tồn tại thật.
Chúng ta cũng từng sống đích thực một lần ở trong thế giới này. Sinh mạng đáng quý, sao ta có thể dễ dàng từ bỏ được chứ? Tất thảy bệnh nhân trước lúc chết đều sẽ mất sạch ý thức và sốt cao. Muội muội của kim tử kia cũng thế, chứng tỏ tất cả là do phần mềm cài đặt sẵn rồi. Họ sống hay chết đều do phần mềm quyết định thôi. Cô thừa biết mà, tại sao còn phải dốc hết tâm trí để thay đổi kết cục của họ chứ? Lương y như từ mẫu, ta quyết không thể trơ mắt nhìn họ chết ngay trước mặt mà không thể làm gì được. Ta đã từng cứu họ, cho dù kết cục thế nào ta cũng không thẹn với lòng. Làm vậy mới xứng với thân phận kẻ hành y của ta, còn là đạo đức nghề nghiệp của ta nữa. Nhưng mà huynh yên tâm đi, ta đã nghiên cứu xong phương thuốc rồi nè. Huynh chỉ việc ở bên cạnh Vân Trúc, còn nhiệm vụ chữa bệnh cứu người này cứ giao cho ta. Được, vậy giao cho cô hết nhé. A Võ ca, lúc trước huynh tìm ta nhờ giúp, ta còn không muốn nữa. Hôm nay nấu cơm cho một đại nương, bà ấy cứ cảm ơn ta mãi. Ta nhìn bà ấy cứ như nhìn thấy mẹ mình vậy. A Võ ca, huynh nói xem thanh niên bang mình làm được việc tốt lớn như vậy, liệu có được lưu danh sử sách không nhỉ? Chắc chắn họ đều sẽ cảm ơn nghĩa sĩ thanh niên mình, phải không nào? Đúng. Nào nào nào. A Võ, ta đã tìm ngươi lâu lắm rồi. Ai thế? Không biết nữa, mọi người cứ uống trước đi. Được, nào nào nào, đi. Ngươi biết ta sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Sao cậu của đệ ta lại nằm trong tay ngươi? Ta là ai, giờ vẫn chưa thể cho ngươi biết. Nhưng ta có thể nói với ngươi, A Văn là bị Từ Hữu Chính hại. Không thể nào. Huynh đệ bọn ta vẫn luôn làm việc cho Từ đại nhân. Mấy năm qua ngươi không ngừng bị truy sát, mà ngươi chưa từng nghi ngờ gì sao? Muốn biết được hành tung của ngươi không hề dễ. Vậy thì là ai? Lần nào cũng có thể truy vết ngươi chuẩn xác như vậy. Hắn đang muốn giết người diệt khẩu. Tại sao ta phải tin ngươi? Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi nghĩ thử xem, sao đệ đệ của ngươi lại gửi cò cho ta? Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, khi nào làm xong, ngươi sẽ tự biết lời ta nói có phải thật hay không. Ta tạm thời tin ngươi. Ngươi muốn ta làm việc gì? Về Tân Minh. Điện hạ, sức khỏe của ngài sao rồi? Không sao. Điện hạ, sao ngài không coi trọng sức khỏe của mình chút nào thế? Việc thử thuốc đó, công chúa muốn làm thì cứ làm, ngài xen vào làm gì chứ? A Võ đã về chưa? Về rồi. Hôm trước ngài tìm hắn xong là hắn về Tân Minh rồi. Người tiếp tục nghe ngóng, nếu có tin gì báo ngay cho ta. Vâng. Điện hạ, thuộc hạ đi trước đây. Các Hoan, sao ngươi lại ở đây? Đi dạo. Triệu, gì cơ? Chăm sóc người khác thì rõ có tâm, chăm sóc bản thân thì lại sơ sài. Các Hoan, vậy tại sao ngươi cứ đeo mặt nạ mãi thế? Kể từ thời khắc ta làm thị vệ, ta chưa từng tháo ra. Vậy chừng nào ngươi sẽ tháo mặt nạ ra? Khi nào ta tìm được người mình yêu thì ta sẽ tháo xuống vì người đó. Ta biết rồi. Đi thôi, về nhà nào. Bọn ta về rồi đây. Tiểu Giai về rồi à? Sao mặt cô đỏ thế? Ta nóng. Có nóng đâu. Cuối cùng ta cũng thử ra một phương thuốc có công hiệu thần kỳ để chữa bệnh thương hàn. Chúng ta có thể thử ở Nghĩa Trang. Nếu mà tốt thì có thể phổ biến rộng rãi ở Vũ Lăng. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Ăn thôi. Ăn đi. Cảm ơn Từ đại ca. Điện hạ,
Đây là cái gì? Cái này được phát đến từng nhà. Họ gọi cái này là sổ tay tuyên truyền. Chắc lại là ý tưởng của gia nhân công chúa rồi. Cô ấy toàn thích bày mấy trò kỳ dị thôi. Mọi người chú ý, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng phương thuốc mới. Phương thuốc mới này phải tiến hành song song với tập luyện. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta làm hai lần vào sáng tối. Tập luyện là sao cơ? Ngũ cầm hí. Mọi người biết ngũ cầm hí chứ? Gia nhân công chúa, không ngờ người còn biết ngũ cầm hí của Tân Minh ta. Tất nhiên rồi, ngũ cầm hí của Tân Minh đã truyền đến Ngõa Tư từ lâu, đã được phổ cập ở Ngõa Tư rồi. Được rồi, mọi người mau qua đây đi. Cùng tập nào. Mời. Đi đi. Lý Thái Y. Mời. Nghĩa trang. Sao thế? Thuốc chúng ta dùng trước đó cũng gần hết rồi. Thập nhất hoàng tử sai người tới chuyển lời, bảo thuốc cứu viện sẽ đến muộn một chút. Phải làm sao đây? Ta biết rồi. Để ta nghĩ cách. Vậy bọn ta đi trước. Nhớ dùng thuốc đều nha. Được. Đi thôi. Tần Thọ. Tần Thọ. Đây nè tình yêu, Huynh giúp ta một việc có được không? Dược liệu không đủ thật rồi, bệnh nhân nhiều quá. Huynh có thể giúp ta kiếm ít dược liệu được không? Mạng người hệ trọng mà, chữa bệnh cứu người là chuyện lớn đó. Huynh quay lại đây đi. Công chúa. Lý đại nhân, đây là thảo dược mới về phải không? Ở đâu ra vậy? Về kịp lúc quá. Cái này chắc là ông trời ban cho. Lý đại nhân, huynh cứ lấy dùng tạm đi. Công chúa vui tính ghê. Công chúa, thôi công chúa cứ dùng trước đi. Để ta giúp người mang vào trước. Đa tạ Lý đại nhân. Tần Thọ. Tần Thọ. Một giỏ dược liệu thôi không đủ đâu. Có thể cho thêm ít được không? Tình yêu, cầu được ước thấy của cô đã tới nơi. Nhớ để ý nhận nhé. Khoan đã, huynh có thể giúp ta gửi mấy món hàng này qua bên đó được không? Nha anh shipper. Không thành vấn đề. Tuy ta không phải anh shipper gì đó, nhưng ta là sứ mệnh phải đạt được. Tới liền. Tới liền. Hát rồi có khác. Có thể diện. Sao có thêm nhiều dược liệu thế này? Ai gửi đây? Một người tốt bụng không biết tên. Mời. 十一殿下. Thập nhất điện hạ. Gia nhân công chúa, có phải cô đến đâu cũng phải dẫn theo thị vệ này không? Các hoàng từ nhỏ đã theo ta rồi. Ngài có vấn đề gì sao? Đừng hễ gặp mặt là căng thẳng như con nhím thế. Việc chữa trị thương hàng ở Vũ Lăng lần này, cô có công rất lớn. Ta đã dâng tấu trình bày công lao của cô với phụ hoàng. Phụ hoàng rất vui, còn đồng ý khi nào chúng ta trở về sẽ đích thân chủ trì hôn lễ cho chúng ta. Thập nhất điện hạ, bây giờ vẫn nên tập trung vào tình hình dịch bệnh ở Vũ Lăng. Dịch bệnh đã được kiểm soát tuyệt đối, còn gì đáng lo nữa đâu. Bây giờ dược liệu không còn đủ dùng nữa, đại phu cũng không đủ nhân lực. Dù kiểm soát được số người rồi, nhưng bệnh nhân thì vẫn phải dùng thuốc chứ. Chúng ta chỉ cần trụ được đến tháng sau thì dược liệu và vật tư đều sẽ được chuyển tới. Vả lại bây giờ thành Vũ Lăng cũng đã có thể ra vào. Ti dược ti đã tăng thêm nhân lực rồi. Vậy thì tốt quá. Thập nhất điện hạ, đây là phương thuốc mà ta nghiên cứu ra, phòng chống thương hàn rất hiệu quả. Mong thập nhất điện hạ có thể phổ cập rộng rãi, để người ra vào Vũ Lăng đều uống được loại thuốc này. Thế thì cũng có thể ngăn ngừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Ta sẽ sai người của huyện nha đi làm. Gia nhân, cô cũng vừa mới khỏi bệnh, nhớ chịu khó nghỉ ngơi. Đa tạ thập nhất điện hạ. Vậy ta đi nghỉ ngơi nhé. Các hoan, đi thôi.
Này, khoan đã, hôm nay cô ở phủ của ta đi. Không được, không được. Người đâu? Vị hôn thê của ta ở lại phủ của ta là lẽ hiển nhiên. Người đâu? Chuẩn bị cho công chúa một phòng thượng hạng. Không được. Chủ nhân của người ở đây rất an toàn, không cần lo cho cô ấy, còn để ta nhìn thấy người, xử theo quân pháp. Cát Hoan, ta ở lại. Huyện Nha, Vũ Lăng. Điện hạ, ta muốn ra nghĩa trang. Xem ra mấy ngày qua không chỉ một mình ta nghiên cứu phương thuốc, mà tiểu thập nhất cũng rất vất vả. Tiểu thập nhất so với trước kia cứ như biến thành người khác vậy. Gặp ác mộng gì sao? Tình yêu, tính năng xem trộm giấc mơ cô hát được, có thể đột nhập giấc mơ vào lúc NPC ngủ say. Không được đâu, đốt cung điện, bệ hạ nhất định sẽ giáng tội đấy. Điện hạ, điện hạ. Kể ra thì điểm kỳ lạ nhất trong cốt truyện riêng của thập nhất hoàng tử là năm thứ 13 Tân Minh Nhung Đức, Chiêu Thuần Cung bị cháy. Đấy không phải là năm mà ta rời đi sao? Đêm cô và nhị hoàng tử thành hôn. Tại sao Chiêu Thuần Cung lại bị cháy? Thập nhất hoàng tử tự đốt. Điện hạ, không được đâu. Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Không ai được dập lửa. Phát minh, sáng tạo. Thì đúng là tri âm của ta. Số bảo bối này, những phát minh, sáng chế này là mạng của ta đó. Chúng mà có mệnh hệ gì thì ta cũng không sống nữa. Thập nhất. Điện hạ, đó đều là đồ vật ngài yêu quý mà. Thập nhất, đồ vật yêu quý có tác dụng gì?
Điện hạ, ngài tỉnh rồi ạ? Sao ta lại ngủ quên mất? Lúc thuộc hạ vào thì đã như vậy rồi. Gia nhân công chúa đâu? Gia nhân công chúa về cùng các hoan rồi. Không được ta cho phép. Ai cho họ về? Công chúa nói phải về tiếp tục nghiên cứu phương thuốc, bằng không sẽ ảnh hưởng bệnh tình. Nên thuộc hạ, việc gia nhân công chúa dặn dò thu xếp hết rồi chứ? Dạ rồi ạ. Không ngờ mấy ý tưởng kỳ dị của cô ấy lại có tác dụng thật. Từ đại ca, Vương đại bá, Lý Thẩm uống thuốc mới vào xong đều có chuyển biến tốt. Thuốc của tiểu giai đúng là hiệu quả thật đó. Tiểu Vân, khó khăn lắm muội mới được về nghỉ ngơi một lát. Mau đi nghỉ một lúc đi. Không sao đâu. So với tiểu giai, ta đâu tính là bận rộn gì. Vả lại ta cũng muốn làm gì đó cho mọi người. Như vậy ta sẽ thấy rất vui. Tiểu Vân, cuộc sống như bây giờ muội thấy vui thật sao? Tất nhiên rồi. Từ đại ca, bây giờ ta có huynh, có cả tiểu giai, các hoàng đại ca đều ở bên cạnh ta. Ta phải thấy vui vẻ chứ. Dù mắt không nhìn được cũng không ảnh hưởng gì sao? Tuy mắt không nhìn được, nhưng ta vẫn nghe được đủ loại âm thanh, vẫn ngửi được vô số loại mùi. Được chung sống với mọi người như vậy, ta thật sự thấy vô cùng hạnh phúc. Tiểu Vân, thì ra muội suy nghĩ như vậy. Lúc trước là ta sai rồi. Nghĩa trang, Ti Dực Ti đã tăng thêm nhân lực. Lý đại nhân và các sư đệ của ngài ấy cũng đã tới. Người cũng không cần đích thân làm nữa. Một thời gian nữa thôi là dịch bệnh sẽ kiểm soát được hoàn toàn. Tốt quá rồi. Công chúa, sau sự kiện Vũ Lăng, người định đi đâu? Về Tân Minh à? Ta không về. Thế người đi đâu? Ta phải đi tìm một người. Ta đi cùng người. Không cần đâu Cát Hoang, ngươi về thẳng Ngõa Tư đi. Đa tạ công chúa đã cứu mạng. Đa tạ công chúa. Đa tạ công chúa. Đa tạ công chúa đã cứu mạng. Đa tạ công chúa đã cứu mạng. Đừng lạy nữa. Đa tạ công chúa. Đa tạ công chúa. Công chúa, bọn ta về trước đây. Ta, Lục Nhân Giả, hôm nay bẩm tấu trời đất, ta nguyện hy sinh thân mình cho y học, giữ vững y đức, tôn sư trọng đạo, tiếp bước cha ông, siêng năng chăm chỉ, mãi mãi trau dồi. Ta sẽ kế thừa y thuật của sư môn, coi chúng sinh thiên hạ là trách nhiệm. Không phụ y đức, không phụ sư môn, không phụ chúng sinh. Trời xanh làm chứng, vật này chứng giám. Sư phụ, con làm được rồi. Đã làm tròn việc mà một kẻ hành y nên làm. Công chúa, người xem, mùi mũi của ta khỏi hẳn rồi. Tốt quá rồi. Công chúa, ta có thể làm y nữ được không? Được chứ. Đợi muội lớn lên là sẽ được thôi. Ta có thể lợi hại như công chúa, cứu thật nhiều người không? Không thành vấn đề. Sau này muội lớn lên sẽ là một y nữ chữa bệnh cứu người. Công chúa, muội muội là hy vọng duy nhất của ta. Nếu không có người cứu muội ấy, ta thật sự không biết phải sống thế nào nữa. Đa tạ. Không cần làm như vậy đâu. Chăm nom cô ấy cẩn thận. Công chúa, để ta đưa hai người họ về. Mời. Ta đưa Vân Trúc ra ngoài cho thoáng một chút. Từ khóa, hy vọng, hy sinh, chân ái. Tần Thọ. Tần Thọ. Đây này tình yêu. Ở đây. Đừng sờ mó. Sao thế? Ta hỏi huynh này, sao hy vọng đó lại bị ta bật lên vậy? Vì cô đã chữa khỏi thương hàn, đem đến hy vọng cho mọi người. Khá đó. Mới đó đã bật được từ khóa rồi. Như vậy tức là nếu ta muốn lấy được chìa khóa vàng thì phải bật được hết các từ khóa.
Hy vọng là được cao bậc rồi. Hy sinh còn chưa biết là gì. Vậy chân ái là triệu thần vật rồi. Vậy chàng đang ở đâu? Ta cũng không biết nữa. Ta không biết thật mà. Gia nhân công chúa, dịch bệnh ở Vũ Lăng đã kiểm soát được rồi. Chúng ta phải đi thôi. Đi đâu? Tất nhiên là về. Chuẩn bị cho đại hôn rồi. Ta không đi. Công chúa, to gan. Cát Hoan, ta đi với ngài ta. Ngươi về Tân Minh trước đi. Vân Trúc, Tiểu Giai, cô chăm nom mình cẩn thận nhé. Ta từng nói, người ở đâu, ta sẽ ở đó. Thập nhất hoàng tử, ta thật sự có việc rất quan trọng cần phải làm. Ngài có thể cho ta đi làm nốt việc của mình, rồi sẽ về Tân Minh tìm ngài được không? Không được. Tới rồi, công chúa tới rồi kìa. Công chúa tới rồi. Công chúa. Sao mọi người lại kéo ra đây hết vậy? Mọi người nên nghỉ ngơi cho khỏe chứ. Bọn ta nghe nói công chúa và thập nhất hoàng tử sắp đi, nên mọi người ra đây tiễn. Đúng đúng, đa tạ công chúa đã cứu mạng. Đều nhờ có mọi người, Vũ Lăng ta mới có thể cải tử hồi sinh. Phải đấy, đa tạ công chúa đã cứu mạng. Đa tạ thập nhất điện hạ. Đa tạ công chúa và thập nhất hoàng tử đã cứu mạng. Được rồi, mọi người không cần đa lễ như vậy đâu. Vũ Lăng gặp dịch bệnh, triều đình ắt phải có trách nhiệm. Có thể dẫn dắt mọi người bước ra khỏi dịch bệnh lần này là bổn phận của ta. Thời gian qua mọi người cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Công chúa, cảm ơn người. Không có gì đâu. Đây là tấm lòng nho nhỏ của mọi người, mong công chúa đừng chê nha. Phải đấy, đây là tấm lòng nho nhỏ của bọn ta, người đừng chê nhé. Người nhận đi, đây là tấm lòng của chúng ta đó. Đều là tấm lòng của mọi người, nhận đi. Công chúa nhận lấy đi. Điện hạ, ngài nhận lấy đi. Công chúa nhận lấy đi. Đều là tấm lòng của mọi người thôi. Thượng lộ bình an nhé. Được rồi, mọi người giải tán hết đi. Bọn ta cũng phải khởi hành rồi. Điện hạ đi thông thả. Công chúa đi thông thả. Điện hạ bảo trọng. Bảo trọng. Công chúa bảo trọng. Công chúa bảo trọng. Thượng lộ bình an. Thập nhất điện hạ, ta không muốn đến Tân Minh. Ngài thả ta đi đi. Chúng ta không về Tân Minh. Vậy chúng ta đi đâu? Tức Mặc Thành. Đó có phải tòa thành ước mơ thập nhất từng bảo muốn tạo dựng hay không? Tức Mặc. Đó là nơi nào vậy? Cô đến nơi là sẽ biết. Sao thế? Điện hạ, xe ngựa bị hỏng rồi. Sửa xong xe ngựa cần bao lâu? Bẩm điện hạ, e là phải cần mấy canh giờ. Khẩn trương đi. Dạ. E là trời sắp tối rồi. Hà Hoan, người ở lại sửa xe đi. Còn lại đi theo ta. Ra trước xem có quán trọ hay không. Thập nhất điện hạ, thực ra ngài không cần tặng cho ta mấy thứ đó đâu. Tiểu Giai, cô thích là tốt rồi. Ngài vừa gọi ta là gì cơ? Tiểu Giai, lần trước ta nghe vị cô nương ở Vân Giang Đường gọi cô như vậy. Thật ra ngài gọi ta là gia nhân là được rồi. Ta thấy cái tên này hợp với cô hơn. Tiểu Giai, như thể ta từng gọi cô như thế ở đâu vậy? Vậy sao? Ta từng gặp một giấc mơ. Trong mơ có một cô gái áo lục. Mấy năm nay ta vẫn luôn đi tìm cô ấy. Ta không biết cô ấy tên gì. Cô ấy là ai? Thậm chí cô ấy có từng tồn tại thật hay không, ta cũng không biết. Buồn cười lắm nhỉ. Có thể quên cô ấy đi sẽ tốt hơn. Tuy ta không hiểu cô đang nói gì, nhưng ta cảm giác giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm. Về chuyện này ta rất lấy làm tiếc.
Ngài đừng nói như thế. Tiểu Giai, cô đói rồi phải không? Cô muốn ăn gì? Hay là chúng ta nướng thịt đi. Thập nhất hoàng tử điện hạ, ngài làm thịt nướng cũng không cần rầm rộ thế này chứ, vì ta phải đích thân nướng. Sao lại cháy mất rồi? Điện hạ, để ta làm cho. Ngài thử xem. Tiểu Giai, không ngờ cô còn biết cả nghề này à. Tất nhiên rồi, thịt nướng là đặc sản ở Ngõa Tư của ta đó. Là công chúa của Ngõa Tư, tất nhiên ta phải lành nghề hơn rồi. Nhưng ta lại thấy cô giống người Tân Minh hơn. Tiểu Giai, ta nghĩ thật ra chúng ta cũng có thể trở thành cặp phu thê hoàn hảo tương kính như tân. Thập nhất điện hạ, thật ra ta Thập nhất điện hạ, cẩn. Là ai? Điện hạ, đi theo ta. Mau, phía trước là tới rồi. Chúng ta chia ra đi. Ngươi bỏ ta ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Cát Hoang, ta bảo ngươi về Tân Minh cơ mà. Ngươi ra tay với Thập Nhất làm gì? Nhưng sao chàng lại biến thành Cát Hoang? Ta bị Từ Hữu Chính vu khống, nói ta thông đồng địch bán nước. Lúc áp giải ta đến Đất Phong, ta đã trốn ra. Ta muốn sang Ngõa Tư điều tra ra chân tướng. Mãi đến khi phát hiện Ngõa Tư hòa thân có vấn đề, ta muốn dùng thân phận của Cát Hoang để về kinh bẩm rõ với phụ hoàng. Điện hạ, không hay rồi. Thập nhất điện hạ đem kêu binh đuổi tới rồi.
Gia nhân công chúa, mời theo bọn ta quay về. Ta không về. Vậy thì không trách được bọn ta. Người đâu? Có, bắt lấy gia nhân công chúa. Rõ.